Dạ vâng, kính chào toàn thể quý vị các bác cùng anh em. Kính chúc quý vị các bác cùng anh em một ngày mới thật tốt lành, vạn sự may mắn. Thưa quý vị các bác cùng anh em, trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị các bác cùng anh em, chúng ta hôm nay thì em Tiến có được 9 con đầu mâm than. 9 con đầu mâm than này đến từ các thương hiệu Nhật Bản. Thứ nhất là các thương hiệu như là Bioner, Otto, Sansui. Đấy, trong 3 model này thì có 9 con. Và 9 con này em đưa ra thanh lý với cái giá rẻ giật mình và bất ngờ. Và 9 em này thì nó là 9 em dành cho các bác thợ các bác nha. 9 em này dành cho các bác thợ, vì trong kênh của em thì em giao cho thợ cũng rất nhiều. Cho nên là nhân tiện clip thì em cũng làm một cái clip test lên kênh để cho các bác thợ có dịp lấy những con đầu này về làm. Thì trong 9 con đầu này là em báo rõ tình trạng là tất cả là đầy đủ và đẹp. Duy nhất có một con thì thiếu kim các bác nhá. Duy nhất có một con thiếu kim thì anh em thợ cũng dành nghề rồi, về mua cái kim, mua cây kim về lắp vào thế là xong các bác nhé. Và mua cái kim lắp vào thế là xong, còn tất cả là em bao test, bao chạy các bác nhé. Tất cả là bao sống hoàn toàn đấy. Thì 9 con đầu này có cái giá niêm yết đồng giá như nhau là 1 triệu đồng một con các bác nhé. 1 triệu đồng một con. Cho 9 con này thì 9 con là 9 triệu các bác nha. 9 con 9 triệu. Và các bác lưu ý giúp em là em không bán lẻ, không bán lẻ các bác nha. Là ai lấy thì lấy liền một phát 9 con. Và bây giờ mời quý vị các bác các anh em chúng ta hãy cùng đến với từng con một. Đây đầu tiên nhá. Đầu tiên thì là con Otto này. Con này là con Otto. Đầy đủ kim nhá. Đẹp keng luôn. Tất cả gỗ nhất đẹp keng nha. Và con thứ hai là con Bioner này. Con thứ hai là con Bioner này. Rất đẹp nhá. Con thứ ba cũng là con Bioner này. Cái này về các bác các anh em trong loan lo chú ý nhá. Con thứ ba là con Bioner này. Đấy. Và sang bên này là con thứ tư này. Con thứ tư này là con Otto này. Con Otto này. Con thứ năm là con Soli. Con Soli. Con Soli này thì vài hôm trước là em đã chạy và có một bác khách, bác ấy đến nhà thì em bác ấy không có kim, cho nên là em đã, bác nói khó quá thành ra là em đã tháo kim ra để bán cho bác nhá. Tháo kim ra để bán cho bác thì cái giá này, cái giá thanh lý là em báo là có một con không có kim nhá, có một con thiếu kim đấy, anh em về mua kim lắp vào nhá. Đấy. Con thứ năm là con Soli nhá. Con Soli này là con Soli toàn thân gang. Toàn thân gang nặng như cái đá vậy. Và con thứ năm này là con Bioner này. À con thứ sáu, con này con thứ sáu. Con này con thứ sáu Bioner này. À. Con này con số 7 này. Con số 7 cũng là con Bioner này. Anh em nhá, con Bioner nhá. Đây con thứ 8. Cũng là con Bioner. À con này con Sansui nhá. Con này con Sansui. Con này con Sansui con số 8 nhá. Và con cuối cùng là con số 9 là con Bioner nhá. Con Bioner.
Rồi. Và báo với anh em là có một con hàng về thì bị chuột cắn nha. Chuột cắn gỗ. Đấy. Có một con này chuột cắn gỗ này nha. Đấy, chuột cắn gỗ nha. Có một con chuột cắn cái gỗ này này, chuột nó gặm. Đấy, chuột nó gặm cái gỗ này nha. Đấy. Và anh em bán cho người dùng bán rẻ rẻ chút là người chơi cũng không sao cả nhá. Nó ở mãi đằng sau cơ. Rồi. Tất cả là hàng em bao sống cho quý vị nhá. Bao sống cho quý vị các bác anh em chúng ta. Đây, cho em và các bác lưu ý giúp em là mấy cái gà em này là em bao sống nhá, chứ không phải bán hàng hàng chết đâu, nên là anh em thọ không phải lo. Và cắm sống 100%. Em quay chi tiết cho anh em nhìn kỹ nhé. Tất cả cái lắp BK của nó, cái lắp kính BK của nó rất là đẹp. Đây là cũng chưa lau chùi nhá. Cái lắp BK em thàng thanh lý em không lau chùi đâu. Anh em về từ lau chùi đấy và cứ để như thế này bán ok rồi. Đẹp keng rồi, như này là đẹp xuất sắc này. Lắp kính rất trong. Đôi loa Bose 301 AV trong buổi tối ngày hôm qua em test ấy thì là hôm nay tí nữa bác khách ở Thái Bình sẽ đến lấy nhé. Đây đôi 301 AV này này. Trong buổi tối hôm qua kia thì em test. Thì tí nữa sẽ thuộc về bác khách ở Thái Bình, bác sẽ đến lấy. Và nói đến thương hiệu của đầu mâm than. Nói đến thương hiệu của đầu mâm than thì quý vị các bác anh em chúng ta lưu ý nhớ rõ là đầu mâm than là một trong những dòng đầu và một trong những nguồn phát được đánh giá là hay nhất các bác nha. Lưu ý nói đến đoạn này thì quý vị các bác anh em chúng ta ai là những người đã sở hữu những đầu mâm than, nghe đĩa than thì chúng ta hẳn cũng đã biết nguồn phát, đây em không nói sai, nguồn phát của trong các thiết bị ví dụ như đĩa CD rồi nhạc mạng thì chúng ta không nói đến không? Nhạc mạng thì đó là cái điều dân dã ai cũng có này. Nguồn phát cả đến đầu tiên thì nó là nguồn phát đa dụng thì chúng ta thấy là CD rồi là các tín hiệu từ TV mạng rồi các tín hiệu như là đầu băng cối rồi mâm cơ than. Đầu băng cối thì chúng ta thường thấy là có một số bác nghe thì nghe quen thì nghe được. Đấy, nghe quen thì nghe được, không phải là ai cũng có cái đôi tai hay là ai cũng yêu thích những cái dòng nhạc của băng cối trước 1975, vì cái dòng nhạc đó nó dành cho tùy người thích. Bởi vì trong 10 người thì em đã gặp rất nhiều, 10 người đánh giá thì trong đó có khoảng 5 đến 6 người là thích và dễ nghe trong cái dòng nhạc băng cối trước 1975. Nhưng nói đến thiết bị của đầu mâm cơ than thì thiết bị này cho ra nguồn phát mộc mạc, dày dặn, trong trẻo, cực kỳ hay, chậm chãi. Đó là đầu những thiết bị đầu mâm cơ than đây. Đó đến từ các thiết bị đĩa than. Đấy.
Thì chúng ta thường thấy là mâm đĩa than thì đôi tai của ai ai đi chăng nữa, trẻ tuổi hay là trung tuổi, già tuổi đều nghe được và đều thích ở trên những thiết bị mâm đĩa than này, các bác nhá. Cho nên nguồn phát của mâm đĩa than được giới audio đánh giá là có những cái nguồn phát hay nhất, lưu ý, hay nhất trong các dòng nguồn phát. Các bác nhá. Mỗi tội là chúng ta chơi vào những dòng nhạc mâm cơ than thì nó hơi bị cầu kỳ và trau chuốt, các bác nhá, hơi bị cầu kỳ trau chuốt. Nó giống như là chúng ta trang điểm cho bản thân mình, và nó giống như gia vị mà chúng ta lêm nếm hàng ngày trong cái gia vị của bữa ăn. Tức là chúng ta chơi mâm đĩa than đòi hỏi chúng ta phải tỉ mỉ, cẩn thận và cũng như sạch sẽ, cũng như là khéo léo. Khi mở những thiết bị của mâm đĩa than, chúng ta cần phải biết sử dụng nó, các bác nhá. Đấy. Chính vì vậy cho nên là nó cần phải những có cái đôi tai, những người kỹ tính hoặc là những người có tính cẩn thận thì chúng ta chơi bầu mâm đĩa than nó rất bền. Rồi, em Tiến nói đến đây thôi. Và hôm nay có 9 cái đầu mâm đĩa than. Em thanh lý cho quý vị, các bác, các anh em chúng ta. Giá 1 triệu đồng một em. Lưu ý, giá này đảm bảo là một giá lỗ vốn trồng vó, lỗ vốn hơn một nửa. Giá thanh lý 1 triệu đồng một em nha các bác nha. Lưu ý 1 triệu đồng một em, và cái giá này chỉ dành cho thợ thôi. Nếu bác nào có nhu cầu muốn ôm hết 9 con này thì hãy alo sớm cho em. Giá 9 triệu đồng là 9 con các bác nha. Còn ngay bây giờ em Tiến chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị, các bác, các anh em chúng ta. Kính chúc quý vị, các bác, các anh em một ngày mới vạn điều tốt lành. Còn ngay bây giờ xin chân thành cảm ơn và kính chào, hẹn gặp lại.